we sail a little bit high. Không có sách vỏ, nãy mới đi bán. Vỏ đi bán hả? Ủa, ai có ai thấy cái vỏ dưới em chỉ cho em với. Ê! Ủa gì mày? Chết rồi. Đợi em chút. Cái vỏ của tao. Cái vỏ anh lục đó. Gì? Đúng không? Hồi nãy em lục. Em đi ngang đây em biết cái vỏ đó em lượm. Vỏ nào gớt mày? Vỏ tao để trên đó rõ ràng gớt rồi nào. Không, không phải, hồi nãy em lụm đây thiệt mà chị. Em thấy nó gớt em lượm chụp cái thế á. Chịu không? Ủa là sao má? Không, thì thật sự là em tình em không có tham chị. Nếu mà em tham chị mất tiêu rồi em đâu có ở đây làm gì đâu. Mày làm ra cửa tao thấy tao không? Ok, chị hiểu không? Để em nói cho chị nghe. Hồi nãy là em lụm ở chỗ này nè, lụm chỗ này nè, chị hiểu không? Tao nói mày nghe, mày nói chuyện với con này mày dễ ngu lắm. Tại nó hỏi mẹ hiểu không, mày chị hiểu không, chị hiểu không hoài à. Là đồng nghĩa cho mày ngu lắm đó con. Hiểu không? Mày nói chuyện mà mày không tôn trọng ta, tao không hiểu sao nó mày nói hỏi tôi hiểu không đó má. Mà hiểu không? Mày mắc cười quá ha, bây giờ nó đóng vai là con nhỏ. Chị hiểu không thì nó phải hỏi mày, mày hiểu không thì tao nói là nếu mà nó hỏi nhiều quá là mày ngu. Mày hiểu không? Là sao má? Đó, chị nói nó ngu nó giận. Ê, con nhỏ kia, mày ra đây. Chị hiểu không? Ra đây. Đâu, mày thực hiện lại cái câu nói hồi nãy mày nè. Hồi nãy em lượm cái vỏ chỗ cái giường đó. Chị hiểu cái không? Cái vỏ chỗ cái giường nào má? Ở chỗ cái bàn á chị, em lượm, lượm. Cái vỏ nãy tao để trên cái bàn, rõ ràng là để trên cái bàn. Không, nhưng mà em đi nghe em thấy nó gớt dưới đó em lượm. Là gì gớt đó, nãy giờ để trên bàn, rõ ràng gớt đó hồi nào? Chị hiểu không? Tao nói là nó ở trên bàn, chứ nó không có đến dưới đất. Mà tại sao mày lượm lên, mày nói mày lượm? Bởi vì tao nói mày ngu mà mày giận. Nó đâu có quan tâm là cái vỏ nó để đâu, nó chỉ có hỏi là mày có hiểu không. Thành ra cái tên của nó là chị hiểu không. Bây giờ mày không cần quan tâm là nó đâu có quan tâm là cái vỏ mày để đâu. Mày có thể để trên bàn thờ cũng được. Nhưng mà nó không có quan tâm, nó chỉ hỏi là mày hiểu không. Nó đi ngang nó lượm được mày hiểu không. Còn mày không hiểu là mày ngu. Ok. Mọi người hiểu không? Thật ra em không hiểu. Để em nói lại cho mọi người hiểu. Lên nhạc giùm em anh ơi. Đây là cái con này là nó cầm cái vỏ chị đúng không? Mấy gì ra số gì ra số gì ra mấy gì ra mấy gì ra cái túi ở trên đây tự nhiên nó rơi xuống đất ơi. Nó thấy nó lụm lên giùm chị có hiểu không? Cái bà mà chị có hiểu không? Người ta tham là sắp đi luôn rồi mà chị có hiểu không? Chị hiểu không? Không hiểu thì kệ bà. 33 mấy gì ra chị hiểu không? Sao hả? Chị hiểu không? Hiểu không có hiểu. Nhưng mặt chị là hiểu rồi thì cô 20 nguyên. Không có số chữ được cái tính sao 20 nguyên 20 nguyên. Ủa tự nhiên cái đây đi cho chút chửi ba. Chị hiểu không? Không luôn á. Hiểu không? Em cũng không hiểu. Tao chưa hiểu tức ghê. Ủa gì vậy má? Đây nè. Má cũng không hiểu đó. Ủa này quá. Mà chị hiểu không? Nãy giờ chị hiểu không? Câu chuyện nãy giờ trên đây là chị hiểu không? Ai làm gì vậy? Ê khoan. Lụm kẹp nằm. Ê khoan. Đem gấu qua đây, đem gấu qua đây. Y chang hai con chó bị xe đụng hai con luôn. Cái này là con chó ma. Ủa kỳ vậy má? Tự nhiên cái chỗ mấy con gấu bà chui vô đó bà ngồi vậy? Mấy má làm chấn động vậy tự nhiên hiểu không? Không hiểu gì chứ. Ủa là sao? Không có hiểu gì chứ, nói dò đi. Ủa rồi cuối cùng là cái vỏ tôi ai lấy? Vỏ thì kia lấy mất tiêu rồi. Hiểu không? Ủa bà ngồi hiểu không? Đang mất cái vỏ nè. Đang mất cái vỏ thiệt. Bà có hiểu không? Hiểu không? Bà cái vỏ tôi đâu? Vỏ để đâu? Vỏ để trên bàn.
rồi tự nhiên thấy vỏ kia nó cầm lên rồi đó. Thì nó cầm lên đó. Rồi nãy giờ tự nhiên thì ngập nó nói chuyện rồi, sao mà tự nhiên nó cái vỏ của mình sao không lấy cái cái vỏ này là em lượm thôi, chị làm gỡ em lượm, chị hiểu không? Giờ nó làm lại cho chị xem, giờ làm lại, bỏ vỏ lại. Hồi nãy á, em đi ngang chỗ này, cái em lượm. Cái vỏ tao để cho nó bắt gì mày lượm mày. Có, cái gói đó em lượm, chị hiểu không? Tao tức ghê vậy. Mày, chị không hiểu rồi, nói em không lại đi chơi nữa. Anh đi nha. Ê, đó là mày nói nha, mày nói nha. Nó nghe nè, nó là khách đây đó, nó không lại đi chơi nữa là mày nghỉ việc đó. Ủa mắc cười vậy, cuối cùng nó cái vỏ đó của tôi mà, nó lụm rồi vậy, cuối cùng nó mất cái vỏ. Chị kiểm tra đi, có cái gì trong đây, có mắc gì không, nếu mắc em đền. Thì đó là có ba cái cuộn băng. Băng cá nhân má. Gì mà dậy thôi hả? Thôi vậy thôi, mốt em lấy nữa nha ha, mới mốt bắt được thì bắt, còn không bắt được thì thôi nha, chị hiểu không? Hiểu không? Người văn chữ của mày đâu giấu hết đi. Rồi chị hiểu không? Đúng là cái đoạn này nó sai sai, bởi vì mình ngu pháo không hiểu, nó vô tập trung cái này. Nó nghe đâu uống thuốc bổ não gì nè mẹ. Kính thưa quý vị, ai có chiếc trên tay dò số tiếp của chị ơi. Hey! Mẹ gì ra mẹ gì đây, số gì đây? Số gì đây, con hai gì đây, hai gì đây? Chị hiểu không? Không nói cho là hiểu. Không có hiểu gì hết. Mày gì ra con ai gì đây, hai gì đây? Má của em biết buôn mà biết bán, biết đổ bánh trang, biết rang cây bánh xèo. Gia cảnh em nghèo thiếu nợ thì 300, 25 còn 25. 25 số là con mây. Bốn gì ra đây. Bốn mươi ba số gì đây, có mấy gì ra ba gì đây, có ba gì đây, ba gì đây. Tìm về mình hương hoa thơm, hái bông tầm sương trao nàng. Lời hát chung lòng, hồng hồng đôi má ơi. Mạch đất dân hương là hương, cầm lão muôn người. Vài sáng vài cái 32 Mấy gì đây, mười gì đây, còn mười gì đây. Em hiểu không? Hiểu. Em hiểu không? Hiểu. Còn mười bốn, còn mười tư. Còn mười bốn. Còn gì đây, con hai gì ra? Hai gì đây? Năm anh em trên một chiếc xe tăng, như năm bông qua nở cùng một đôi. Như năm ngón tay trên một mà bàn tay đã xung trần năm người mà như một. 21 Hiểu không? Nhìn em hiểu gì? 21 mấy gì ra số gì ra? Mấy gì ra? Mấy chế ơi làm ơn nhớ cho sống có tâm sinh đình tạo nghiệp nam mô. Nghiệp bởi do đâu mà ra? Sân si tà tâm ghét gần. Cười mong rồi cười bơi sẽ khinh, rồi quán thang kêu ca dành tranh. Không si xét trăng đơn mong. Về sau tâm thần sẽ vương mang sầu đau. Còn số sáu. Mày vừa làm cái trò gì vậy con kia? Tắt cái nhạc rồi các ơi. Nga nó xúi em á, chị hiểu không? Này Nga nó xúi em. Tao sẽ đuổi mày, mày có hiểu không? Mày vừa làm gì với cái đùi tóc của tao? Nga nó kêu cắt nó, chị hiểu không? Em biết gì chưa? Nga nó kêu sao là gì em biết gì chưa? Nga đâu rồi? Na ơi, bước ra đây nè Na, nè đi. Con nói gì con già nó cũng làm theo nè. Lấy cái này đưa cho nó ăn đi con nè. Nè, Na kêu cho nó ăn đi, thử nó ăn không? Chết chạy nó nhét vào học trời, thật ơi trời. Ê trời, mới đậu trên đầu bả thì nó giống tóc, mà bỏ xuống họng tao rồi nó giống cái khác liền luôn á. Giống cái gì mẹ?
trong tóc bị cát má. Mà chị hiểu không? Nó kia không cát á, tao biết gì đâu. Trời ơi, tao có một cái đầu để tao đi làm ăn thôi trời. Chị biết không, cái đầu chị á, nó cũng thúi lắm á. Cát bớt chưa, bớt chưa. Cái mẹ tao! Không, được thúi thì tao giặt, mắt gì mày cát. Một năm mà chưa giặt. Năm mà chưa giặt nên có liên quan tới tổ tâm dòng hợp mày không? Không có, chị đứng đây hửi mùi thúi. Nhờ nó thúi thì mày mới có lương. Mắt gì thúi có lương, thúi thì bệnh viện chữa thì mà có nội luôn. Nhờ diêm xoa mà dài cả tháng ta chưa có hết đâu má. Rồi mày cắt như vậy tao không có tóc tao đội, mày hiểu không? Hiểu mắt gì đâu, hôm bạc tóc mà vẫn còn, mà còn cái cù lẳng nó không còn đội cũng được vậy. Hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Mụ đầu mày tao sợ cái đầu mày lại bây giờ mày tin không? Con đội cái gì nữa? Ủa, bà đội cha đó. Mày ngon lắm rồi. Tao không sợ, không ăn tiền, quốc liền. Cắt liền cho em. Bà cắt chi cho nó lâu vậy, vợ cái gì đi. Cắt chi cho nó lâu vậy đó. Ê! Thôi, cắt cái đó bậy lắm đó. Có cái kéo đi bà nội. Nói rồi, không có diễn nữa. Vụ chi, vụ nên diễn cho đã rồi nè, sổ đóng giữa sân khấu. Trời Phật ơi trời, cái bộ ê. Không chơi nữa, chơi. Trời Phật ơi trời. Nó nằm giả luôn. Trời ơi. Bà nội cha. Đội lên. Trời ơi, nó nằm giả cái mặt nó còn xấu. Ông nội ơi, nó xấu không con cá xấu luôn. Trời ơi trời. Ở gì ta đang đi Kim Giang chơi đi. Rồi đầu về kêu diễn đi, kêu diễn khai trương. Diễn khai trương, diễn xong đè. Đè lộ cái đầu giữa sân khấu. Ủa ai biểu mày cắt tóc tao chi? Hôm nay nó kêu mày, mày đã biết lo chiều không? Bà đủ mẹ mày, rồi nó kêu mày làm cái gì mày cũng làm hả? Đó, nó kêu mày đốt nhà, mày đốt không? Đốt chứ, đốt nhà bà tôi đốt á. Bà đủ cái mày coi mày đốt nhà bà tôi thả. Đó, khúc này mới giống nè. Chị em xin đôi luôn. Trời ơi trời. Tăng ca ba con chó. Con màu đen là con chó ma. Đó, con chó, con chó, con ở giữa là con chó quỷ. Không, chó vàng. Trời ơi là trời. Sao mày giống dữ vậy? Để tao hỏi ông mây gấu bông, ông có tình ý gì với mày không mà ông cảm tác mày ra hai con này vậy? Không có hả? Mày chưa biết ổng nữa hả? Đẹp trai dữ lắm. Ê, cái loa này nó minh họa cái tiếng nó hợp lý quá ha. Nó nghe này, con này con khủng long chứ phải con chó ông nội. À, con gồng hả? Đồ thần kinh, 49. 49, 49, cái này 49, bà gì đà, cái này bà gì đà, bà gì đà, con 30, 30 nguyên là chiếc lá cờ hình. Cái túi này và con số may mắn con số 30 đã có 1, 2 chủ nhân độc giải, quý vị nhé, nhanh chân lại tay lên sân khấu và nghe. How far can we get if we sell a little?